Khải Tử Hoàn Sanh. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy vừa thuyết pháp độ đời, vừa dùng huyền diệu của tiên gia độ bệnh, khiến nhiều người được mạnh, mà cảm đức từ bi cao cả của Ngài và phát tâm tu niệm. Họ đã được pháp vũ tưới mát cõi lòng, nên sự phát tâm càng lúc càng thêm đông đảo, khiến nơi tổ định người người vào ra tấp nập. Lúc ấy ở Tân Châu có người tên Sinh, anh này rất nghèo nhưng hiền hậu. Một hôm, vợ anh mắc bệnh dịch tả nặng, anh chạy chữa hết phương, mà bệnh càng nặng thêm. Nghe người chỉ ở Hòa Hảo có ông Tư mới ra đời, trị bệnh rất hay, trị đâu hết đó. Anh Sinh bèn chèo ghe đưa vợ đi xuống Hòa Hảo. Vì thấy bệnh vợ quá nặng, nên anh ráng hết sức chèo nhanh cho mau tới. Ghe cập bến tổ đình, anh lập tức vô mui cõng vợ lên, nhưng anh hoảng hốt vì chị đã chết. Còn nỗi khổ nào hơn cảnh tự biệt của người vợ son trẻ? Anh buồn tuyệt vọng, ra lái ghe, định nhổ sào lui về lo ma đám cho vợ. Bỗng nghe tiếng gọi từ trên bờ, "Thôi, anh khoan về, hãy đem vợ lên đây tôi trị cho." Anh Sinh trả lời với vẻ thất vọng, "Vợ tôi đã chết rồi ông à." "Không sao, cứ đem vợ anh lên, tôi cứu cho." Không nỗi mừng nào hơn, anh Sinh nghĩ đã được tiên Phật cứu độ cho gia đình mình, nên anh đem vợ anh lên nhà sau, đặt chị vào bộ ván. Mọi người có mặt nơi tổ đình lúc này đều đổ xô tới nhìn. Họ rất ngạc nhiên, không hiểu Đức Thầy cho đem cái xác chết vô nhà làm gì, nhất là Đức Ông. Bởi nhà đang cuộc pháp thuộc thời ấy vốn là con chim sợ tên, thấy chuyện quần tụ đông đảo ở tổ đình và cử chỉ vượt hẳn với kẻ tầm thường của Đức Thầy, làm sao họ không khỏi lo sợ cho địa vị họ bị lung lay. Nên uy tín của Ngài càng tăng cao, là họ xem như chiếc gai trước mắt, lúc nào họ cũng muốn nhổ. Thế mà hôm nay Đức Thầy lại đem xác chết vô nhà, sao khỏi chuốc họa vào thân. Đức Ông tỏ vẻ khó chịu, đi tới đi lui, muốn nói lên chỗ dị đồng này, nhưng dường như có một mãnh lực nào khiến ông không thể nói. Còn Đức Thầy thì rất tự nhiên, Ngài lấy cái tô đưa anh Sinh rồi bảo, anh hãy xuống mé sông, niệm Phật, rồi múc xuôi theo dòng nước một tô đem lên đây. Vì quýnh quá, anh Sinh quên, nên múc ngược nước đem lên. Ngài bảo, anh múc tô khác đi, vì tô này anh múc ngược nước rồi. Anh Sinh nhớ lại, giật mình, liền tiếp lấy cái tô, chạy nhanh xuống mé sông, niệm Phật, rồi múc xuôi nước đem lên. Đức Thầy phun từ đầu đến chân chị Sinh, lạ thay, màu da xám của chị bỗng trở nên hồng hào, rồi chị từ từ thở nhẹ nhẹ. Thế là chị Sinh sống lại và lành mạnh như thường. Anh Sinh mừng ríu rít, vợ chồng đồng tạ ơn thầy và phát nguyện quy y. Thuật theo lời của ông Lê Văn Phú, tự tho. Ha ha ha,